Chào anh chị cô chú, video này thì Bảo lại tiếp tục về thân quạt pin anh chị ơi. Đó, đợt này á, thì về số lượng cũng khá là ít ỏi lắm. Đó, rất là nhiều đại lý lấy. Mà mùa nóng là anh chị đặt quá trời, mẫu pin quạt xài pin này cháy hàng anh chị ơi. Rồi, đợt này về thì giá cũng sẽ không thay đổi anh chị nha. Nếu mà anh chị nào á mà mua thân quạt không, chưa pin sạc, pin phổ thông, đó thì bây giờ chỉ còn là 220.000 là có một thân quạt như này, lồng lớn anh chị nha, để ý giúp Bảo. Nhiều nơi á là bán lồng có 18 thôi anh chị ạ, mà giá đôi lúc là cao hơn cửa hàng Bảo hoặc là bằng luôn. Đó, anh chị là người tiêu dùng thì hãy để ý chỗ này. Đó, cũng là lồng sắt nhưng mà anh chị đo ra chiều dài của nó là đúng 22 anh chị nha. Đó, Bảo có thước, Bảo đo cho anh chị mình luôn. Đó, để anh chị mình nó khỏi phàn nàn sao chỗ kia bán có trăm mấy mà chỗ Bảo bán là cứ 200 mấy là sao. Đó, lồng quạt dài đến 22 anh chị nha. Đó, đo rõ ràng cho anh chị mình luôn, để anh chị mình á, nhiều lúc là anh chị mình sẽ qua camera này kia không thấy, nhưng mà thực chất là quạt người ta nó sẽ nhỏ hơn tầm 3-4 phân đấy anh chị ơi. Rồi, thân không chưa pin sạc là 220.000. Motor là brushless anh chị nha, không chổi thang, motor từ đấy anh chị nha, xài cực kỳ êm. Và nếu anh chị nào chưa có pin thì đợt này cửa hàng Bảo lại tiếp tục nhập pin mới về anh chị nha. Pin đợt này ngon hơn hẳn đợt trước luôn. Pin này nếu mà anh chị nào mà mua bên cửa hàng Bảo là bao xài trên 4 tiếng anh chị nha, trên 4 tiếng cho sản phẩm quạt này. Đó, anh chị gắn quạt vào là xài bao trên 4 tiếng cho anh chị mình luôn. Thông thường á là mình xài 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng là tối đa rồi. Đợt này pin sẽ được nâng cấp, chất lượng tốt hơn, xài 4 tiếng luôn. Rồi, anh chị nào chưa có pin sạc thì mình mua một bộ luôn, một thân này, một pin 10 cell phổ thông mẫu M, một sạc 500.000 đồng chẳng luôn. Rồi, thiết kế sản phẩm quạt này á thì anh chị biết là luôn luôn sẽ có một hộp này, đó, hộp giấy đi kèm anh chị nhá. Đó, để mình đựng con máy của anh chị nha. Rồi, tiếp tục lồng là anh chị mua thì sẽ biết là motor là đầu tiên là brushless to như bắp tay anh chị nhá, không chổi thang. Rồi, xung quanh và trước sau cánh là bằng kim loại hết anh chị ạ. Ngay cả những ngàm này cũng là kim loại luôn. Đó, người ta bắt ốc vít cẩn thận lắm. Rồi, tiếp tục Bảo gắn vào đây, Bảo có xài rồi. Nếu mà anh chị nào thích cao này thì đẩy cao, thích thấp thì để thấp, hoặc là quay qua quay về đều được nha. Đó, anh chị thấy không? Đó, mẫu này thì sẽ được công ty cải tiến. Nếu mà anh chị nào mua đời đầu thì Bảo thấy là hầu như là quay qua quay về á là không được luôn, ngay cả cao thấp cũng không được. Đó, quạt này đã cải tiến đôi chút anh chị nha. Rồi, đặc biệt là motor brushless là nó êm cực kỳ luôn. Đó, âm thanh chạy cực kỳ êm, mà có thân không 220.000, Bảo cục có đâu đấy là khoảng 50 cái thôi, không có nhiều vì khá nhiều đại lý ôm anh chị nha. Rồi, nếu anh chị nào mà mua quạt nhỏ quá, không gian ở nhà anh chị mình xài 1-2 người là mua quạt này. Đó, nếu mà mua quạt to thì anh chị chơi cho Bảo quạt Hukan đi. Đó, Bảo review, Bảo lấy quạt này lồng lớn 40 anh chị nha. Rồi, mẫu quạt này á là vừa xài pin được, vừa xài điện 220 được luôn. Công ty cho anh chị mình một cục chuyển để xài 220. Và nếu anh chị nào chưa có pin sạc thì mình có thể sắm thêm nha, pin phổ thông luôn. Mẫu Hukan này sẽ chỉnh được 3 cấp số này, hẹn giờ này, rồi đảo qua về luôn anh chị ơi, chức năng đảo quay tới quay lui luôn. Rồi, chưa pin có sẵn cục chuyển 220 để anh chị xài là 1.250.000. Đó, nếu anh chị đi du lịch thì nhớ mua thêm pin sạc. Bên cửa hàng Bảo đang bán pin mẫu mới này á là 280.000 là pin sạc đế anh chị nha, sạc cực kỳ nhanh. Rồi, video ngày hôm nay thì hàng mới về, Bảo cũng muốn giới thiệu để anh chị mình á, mùa nóng này, đó, đi du lịch có một cây quạt để anh chị mình á, có thể cầm này, mát cực kỳ luôn. Đó, hoặc là mình đi cắm trại trong rừng rú gì đấy, quạt nó vẫn mát anh chị nha. Rồi, giá khá rẻ, thân không 220.000, motor brushless không chổi thang.
Rồi nếu anh chị nào mua một pin một sạc đủ bộ như này 500 trò. Rồi anh chị nào quan tâm đến sản phẩm quạt pin vừa mới về hàng thì anh chị có thể liên hệ ngay cho cửa hàng bảo để chốt một bộ về xài nha. Nhớ nha, lồng 22 anh chị nha, không phải lồng 18 đâu anh chị nha. Nên là anh chị tham khảo giá cũng như là thông số kích cỡ trước khi mua nha. Rồi Bảo xin cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem clip Bảo review thân quạt mới về ngày hôm nay. Rồi Bảo xin chào tạm biệt anh chị.